Xin chào, mình là Ngọc Vi và các bạn đang theo dõi S Channel. Tống Mục Cuốn vừa gửi đến cho các bạn video đập hộp chiếc iPhone SE, sản phẩm mới ra mắt của Apple với phiên bản màu vàng. Còn bây giờ, mình sẽ gửi đến cho các bạn một phiên bản màu khác của chiếc iPhone SE này, đó là màu vàng hồng. Cái màu này thì mình đã phải giành giật với Tống Mục Cuốn dữ lắm ấy, tại vì cái thằng đó nó thích màu hồng lắm. Nói về cái chiếc iPhone SE này thì mặc dù như thông tin mà chúng ta đã biết thì cái iPhone SE nó sẽ có cái thiết kế giống với lại iPhone 5S. Tuy nhiên thì cái hộp của nó bên ngoài lại không giống với hộp của 5S hay là iPhone 5 mà nó lại giống với hộp của iPhone 6S. Tức là chúng ta vẫn sẽ có một cái hộp màu trắng nhưng ở mặt trước giống với 6S, chúng ta sẽ có hình ảnh của sản phẩm được in nổi và đây là hình ảnh của chiếc iPhone SE. Nếu mà các bạn sờ vào thì các bạn sẽ cảm nhận được là nó nổi lên trên. Đặc biệt hơn đó là ở giữa màn hình chúng ta sẽ thấy hình nền là một cái bông hoa. Như vậy thì khác với 6S là con cá chọi thì đây chúng ta sẽ có bông hoa. Ở cạnh bên thì các bạn vẫn sẽ có tên của sản phẩm là iPhone SE. Ở mặt sau thì chúng ta sẽ có một số cái thông tin cơ bản và cái phiên bản này của mình là phiên bản 64GB. Còn ngay bây giờ thì sẽ không để các bạn phải đợi lâu thêm nữa vì các bạn nói nhiều của mình sẽ mở ra ngay nhá. Và đây là chiếc iPhone SE màu vàng hồng cẩm hương, tạm thời để nó sang một bên nhé. Chúng ta sẽ xem bên dưới có gì, chắc là nó sẽ không khác biệt nhiều với cái phiên bản màu vàng. Nhưng mà bởi vì chúng ta không có camera lùi cho nên là không có cái lỗ nào trên đây cả. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một đống giấy, một cái que chọc sim, còn có hai trái táo nữa. Ở bên dưới thì chúng ta sẽ có một cái củ sạc, tiếp đến là một cái tai nghe earbud, cuối cùng sẽ là cáp lightning và hết. Như vậy thì đây là tất cả những cái phụ kiện có trong hộp của chiếc iPhone SE màu vàng hồng. Chúng ta có thể thấy là không khác biệt đối với phiên bản màu vàng, cho nên là hãy quay lại và xăm soi cái màu vàng hồng đó đi đã. Trước tiên thì mình sẽ làm một cái công việc rất là quen thuộc, đó là bóc màng. Cái cảm giác đầu tiên của mình khi mà cầm cái iPhone SE này trên tay đó là nó chẳng có cái gì khác biệt so với lại 5S cả, đúng như lời đồn luôn. Ngoài trừ cái phiên bản màu vàng hồng mà mình đang cầm ở trên tay, hiện tại thì đã hết cái phiên bản 6S màu vàng hồng để đặt kế bên so sánh xem là có khác biệt không. Nhưng mà có vẻ là nó chẳng có cái gì khác. Cái màu vàng hồng này vẫn là màu vàng hồng trên 6S, tức là nó thiên về màu hồng nhiều hơn là màu vàng. Tuy nhiên thì sự thật là cái màu vàng hồng trên 6S vẫn đang rất là hot, cho nên màu vàng hồng trên iPhone SE chắc chắn sẽ còn hot hơn nữa. Tiếp đến là những cái khác biệt chi tiết hơn giữa chiếc iPhone SE này với lại iPhone 5S thì có lẽ là mình sẽ để dành cho bài so sánh. Đánh giá tổng quan về cái thiết kế của iPhone SE này thì đây không phải là một thiết kế xấu và vẫn đáng khen, bởi vì chúng ta sẽ có một cái thiết kế kim loại nguyên khối rất là sang trọng, cứng cáp, với những cái đường cắt vuông vắn sắc và cho cái cảm giác là mạnh mẽ hơn so với lại 6 hay là 6S. Nếu như các bạn không quan trọng hóa vấn đề người ta nhìn vào là biết các bạn đang sử dụng iPhone đời mới thì thiết kế của chiếc iPhone SE này vẫn đáng lựa chọn. Bởi vì trong quá khứ khi mà iPhone 6, 6S ra mắt thì chúng ta vẫn hay nuối tiếc cái thiết kế của iPhone 5S, bởi vì chúng ta nghĩ là nó sang trọng hơn, cứng cáp hơn và chúng ta thích hơn là cái sự bo tròn trên 6 hay là 6S. Tiếp theo thì tại sao mà Apple không sử dụng cái thiết kế iPhone 6 hay là 6S thu nhỏ trên cái chiếc iPhone SE này? Khi mà các bạn cầm tay thì các bạn sẽ cảm nhận được nguyên do tại sao. Đó là bởi vì cái iPhone của chúng ta có màn hình 4 inch thôi, cho nên nó rất là nhỏ gọn. Nếu như mà chúng ta dùng cái thiết kế bo tròn thì khi cầm tay rất là dễ trơn trượt. Những cái đường cắt vuông vắn trên chiếc 5S quay lại sẽ giúp cho chúng ta cầm ôm tay, bám vào tay và chắc tay hơn rất là nhiều. Và những cái thông số khác thì tương tự như chúng ta đã biết thì cái iPhone SE này sẽ sử dụng con chip Apple A9 đi kèm đó là RAM 2GB. Camera thì ở phía sau nó sẽ được nâng cấp lên tương tự như là 6S luôn, là 12 MP. Tuy nhiên thì hơi đáng tiếc đó là cái camera trước của chúng ta thì cũng chỉ có 1.2 MP mà thôi. Tuy nhiên thì cũng có một cái điểm cộng bù vào, đó là trong phần camera thì mình thấy là Apple đã mang cả những cái tính năng của 6S lên đây, ví dụ như là chúng ta sẽ có Leap Photo hay là tính năng Retina Plus cho camera trước. Cuối cùng về pin thì cái chiếc iPhone SE này sẽ có viên pin nhỉnh hơn so với 5S chứ không phải là 6S nhé, là 1642 mAh. Chốt lại thì mình cảm thấy là tại sao Apple không đặt tên cho cái iPhone này là iPhone 5SS cho rồi. Tại vì thông thường ấy, khi mà chu kỳ S của Apple, tức là nó chỉ nâng cấp về cấu hình thôi, không thay đổi về thiết kế, thì đây, cái iPhone SE này nó cũng tương tự như là 5S, chỉ nâng cấp về cấu hình, không thay đổi về thiết kế. Đó, đùa vui một chút như vậy thôi, còn đặt tên như thế nào là quyền của Apple. Như vậy thì mình vừa gửi đến cho các bạn video mở hộp và trên tay chiếc iPhone SE phiên bản màu vàng hồng và những cái cảm nhận của mình đối với chiếc iPhone này. Nếu mà các bạn có những quan điểm như thế nào thì mời comment chia sẻ ngay bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.